Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Kiều Bang Arizona. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần luyện thi ha, phần luyện thi đề facial ở Mỹ. Rồi câu 301. Sau khi thử dị ứng da, nếu mà da dương tính thì không phục vụ, tiếp tục phục vụ, đương nhiên là chúng ta sẽ không phục vụ nha. Dấu hiệu khách quan của rối loạn da là A, da âm tính, da dương tính, hoặc là có thể nhìn thấy các dấu hiệu trên da. Thì câu trả lời là câu C, có thể nhìn thấy các dấu hiệu trên da. Tế bào máu chống lại vi trùng được gọi là bạch huyết cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Tế bào máu mà chống lại vi trùng nó là bạch huyết cầu ha, là bạch cầu á, nói chung là bạch cầu dễ hơn. Vi trùng không gây bệnh có lợi thì gì? Vi trùng là không gây bệnh có lợi. Vi trùng không gây bệnh A có hại, đương nhiên có lợi mà sao chọn có hại được. Và câu B là câu vô hại, nguy hiểm, đương nhiên là câu B là vô hại. Vi trùng không gây bệnh là đương nhiên là vi trùng vô hại. Lông mọc trung bình là 1/2 inch mỗi tháng, 1/3 inch mỗi tháng và 1/4 inch mỗi tháng. Câu trả lời là câu A, 1/2 inch mỗi tháng. Khi tẩy trắng mặt, bạn bắt đầu từ cổ lên cằm lên trán. Câu B, trán xuống cằm xuống cổ, cằm xuống cổ rồi lại lên trán. Câu trả lời nó là từ cổ lên cằm lên trán ha, theo thứ tự là câu A. Không làm dịch vụ wax lông sau khi khách hàng đang dùng A, kem dưỡng da, B, kem dưỡng ẩm, C, thuốc trị mụn, kem trắng da, thuốc lột da và C và D, mỹ phẩm. Và câu trả lời nó là câu C, không làm dịch vụ wax cho những người dùng những thuốc đó. Khi làm tan chất bã nhờn trên da, điện cực dương nên A, cầm trong tay khách, B, cầm ngoài tay khách và C là tiếp xúc tay khách, đương nhiên là cầm trong tay khách là câu A. Dược thảo có tính khử trùng và thường dùng cho da dầu? A, cúc sushi, B, cúc la mã và C, bạc hà cây. Mọi người nhớ những cái từ tiếng Anh này ha, mấy từ này nè, đôi lúc mà vô thi tiếng Việt á, người ta không có để cái dịch tiếng Việt mà nó để tiếng Anh á, mọi người phải biết nha. Là câu C là câu trả lời chính xác, bạch hà cây. Khi xoa bóp nên xoa bóp từ A, từ ngọn đến gốc, từ gốc lên ngọn, từ gốc hạt từ ngọn, đương nhiên là từ ngọn đến gốc nha, là câu A. 311. Chất gì làm đặc các loại kem? A, carbomer, C, primer, B, primer, C, polymer. Thì câu trả lời là câu A ha, carbomer. Tế bào là đơn vị căn bản của A, hệ thần kinh, B, chất sống và C, dinh dưỡng. Câu trả lời là câu B, chất sống ha. Tế bào là căn bản của mọi dạng hình thái của sự sống. Dược thảo có tính chất kích thích được pha chế trong sản phẩm săn sóc da. A, carbomer, B, lô hội và C, lọc đề bạc hà lùng. Câu trả lời là câu C, dược thảo có tính chất kích thích được pha chế trong sản phẩm chăm sóc da là lọc đề và bạc hà lùng. Câu C nha. Rồi 314. Dụng cụ xông hơi hình Lucas tốt cho da tuổi già, da nóng, thấy gân máu và loại da nào sau đây? A, da nhờn hay là thiếu độ ẩm, C, da trắng và B, da trắng và C, da đen. Và câu trả lời là câu A, da nhờn, thiếu độ ẩm. Da nhờn mà thiếu độ ẩm nha. Câu tiếp theo, máy xông hơi làm mềm lỗ chân lông, giúp kích thích đuôi dây thần kinh và kích thích hệ tuần hoàn, kích thích da hay là kích thích sự trao đổi chất của tế bào? Và câu trả lời nó là câu C, kích thích sự trao đổi của tế bào. Chất nào là một phần của dung dịch? A, chất rắn, B, chất hòa tan và C, chất khí. Đương nhiên là câu B, chất hòa tan là một phần của dung dịch. Tiêu chuẩn khi sát trùng dụng cụ là A, rửa với xà phòng và lau khô, rửa với xà phòng và ngâm vào dung dịch diệt trùng và C thì bỏ. Và câu trả lời là câu B, rửa với xà phòng và ngâm vào nước diệt trùng. 318. Da có đốm vàng màu nâu nhạt do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là lăng ben hay là hắc lạo hay là tàn nhang? Câu trả lời là C, tàn nhang. Dược thảo có tính
chữa lành là carbon mơ, lộc đề, bạc hà lùng và lô hỏi. Thì câu trả lời là lô hỏi. Câu C. Sau khi dùng nhíp nhổ lông nên hoa A chất dưỡng ẩm, chất xe da và nước hoa hồng. Và câu trả lời là câu B, chất xe da. 321. Dùng kem chống nắng không cần để ý đến A, bao bì, mẫu mã sản phẩm, chất lượng hay là C, thương hiệu. Dùng kem chống nắng không cần chú ý đến bao bì, mẫu mã sản phẩm là câu A. Mình thấy lạ nha, dùng kem chống nắng mà không cần để ý đến bao bì, mẫu mã sản phẩm. Đương nhiên mình không cần để ý mấy cái đó, đúng rồi, mình sorry ha. Cần chú ý đến là chất lượng của nó thôi, đúng không? Cái này là mình hiểu theo nghĩa đen á, đừng suy nghĩ đâu. Đi mua đương nhiên mình phải bao bì phải đầy đủ nhãn hiệu rồi nhãn mác xuất xứ hay là hàng sử dụng chứ, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề đây là người ta hỏi là mình mua mình cái dùng ở trong chứ không phải là cái bao bì, nó không quan trọng ha. Lớp trong sáng hoặc thật trong sáng là lớp thủy tinh, B, lớp bảo vệ và lớp trong suốt. Câu này hỏi cũng hơi đổ mẹo á. Lớp trong sáng hoặc thật trong sáng thì đương nhiên nó trong suốt thì nó muốn trong sáng nhưng nó trong sáng à, đúng không? Dây thần kinh đi từ bắp thịt đến não là dây thần kinh A, ly tâm, B, hướng tâm và dây thần kinh số 5, và câu trả lời đó là hướng tâm, câu B. Chất khử trùng được chuẩn nhận bởi cơ quan bảo vệ môi trường EPA có tính chất nguy hiểm, vô hại và diệt trùng. Câu C là trả lời chính xác, diệt trùng nha. Vòng cong của chân mày cao nhất ở A, phía trên ngồi móng mắt, phía đuôi mắt, phía trên, phía bên trên khóe mắt là câu, và câu trả lời chính xác là câu A, phía bên trên ngồi móng mắt. Tuyến bã nhờn của cơ thể tiết ra do nhiều A, nội tiết tố, ngoại tiết tố, kích thích tố thay đổi, và câu trả lời là câu C. Khách bị ghẻ lở, thợ thẩm mỹ nên ngưng dịch vụ, tiếp tục dịch vụ và đề nghị đi bác sĩ, và chúng ta sẽ đề nghị đi bác sĩ nha. Câu C. Phân tích da là để nhận biết, tìm hiểu hay là quan sát tình trạng và loại da, và câu trả lời đó là câu C, để quan sát và biết được tình trạng và loại da. Mụn đầu đen mở miệng còn được gọi là mụn đầu trắng, mụn trứng cá và mụn nhọt. Câu trả lời là mụn trứng cá. Tia cực tím hay là tia tử ngoại hay tia UV có tác dụng làm sạm da, đổi màu da, tẩy ế và diệt trùng. Câu C, tẩy ế và diệt trùng nha. Mô cung cấp sự bảo vệ bề mặt của cơ thể là mô biểu bì, mô liên kết hay là mô cơ. Đương nhiên là mô biểu bì là da đó. Động tác nhồi bóp tăng cường sự kích thích thường xuyên ở các mô mỡ, các mô da và các mô lông, và câu trả lời là câu B, ở các mô da. Xương hàm tạo ra xương gì? A, xương đòn. A, xương đòn, B, xương trụ và C, xương răng. Xương hàm thì tạo ra xương răng. Câu C nha. Cơ thể và da được nuôi dưỡng bằng A, tế bào, B, mỡ và máu. Và câu trả lời là câu C, máu. Hồng cầu và bạch huyết cầu. Hồng cầu có tác dụng đem dưỡng khí. Bạch cầu có tác dụng tiêu diệt các ký vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Mặt nạ đất sét có tác dụng trên da A, trắng sáng, B, thẩm thấu và C, se da. Và câu trả lời là câu B, thẩm thấu. Phần quan trọng cho sinh sản của tế bào là chất tế bào, nhân tế bào và màng sinh chất. Phần sinh sản của tế bào đó là nhân tế bào nha. Xương chẩm được tạo ra để kết hợp A, xương trụ, B, xương đòn và C, xương hợp sọ. Câu trả lời là xương hợp sọ. Dùng nhiều chất lột da hoặc làm trắng da có thể làm da bị thẩm thấu, bị nấm và bị sạm da. Và câu trả lời là câu B, bị nấm. Bao nhiêu tế bào thực vật để tạo thành vi trùng? Không cần tế bào, một tế bào, hai tế bào trở lên. Và câu trả lời chỉ cần một là thôi. Sự lưu ý toàn bộ và chỉ dẫn theo dõi ở tiệm đường cung cấp bởi cơ quan OSHA hay là cơ quan quản trị nguy hại an toàn nghề nghiệp, EPA cơ quan bảo vệ môi trường và MSDS là bản chỉ dẫn an toàn hóa chất. Và câu trả lời là câu A.
Một người có sắc tố da đậm hiếm khi bị phỏng nhưng dễ bị sậm da thì theo bạn phân tích da. Câu A, Fitzpatrick 4 hay là 5 hay là 6? Và câu trả lời chúng ta là 4. Câu A nha, Fitzpatrick 4. Tác dụng chính của xoa bóp hay là massage hoặc tác nhẹ là để kích thích tăng sự tăng tuần hoàn máu và giảm tuần hoàn máu. Đương nhiên massage thì mình sẽ tăng cái độ tuần hoàn máu của cơ thể lên. Cho nên những người mà bị cao huyết áp là không nên massage nha. Bạn thường phân tích da ở trong phòng tham khảo, trong phòng thí nghiệm, trong làm dịch vụ cho khách. Mình phân tích da mà chỗ mình làm như cái phòng thí nghiệm ha. Mà trong khi làm dịch vụ cho khách rồi cần gì quái gì mà đi phân tích nữa là trong vòng tham khảo của mình ha. Ánh sáng mặt trời còn được gọi là tia cực tím, tia quang phổ và tia điện. Đương nhiên nó là tia quang phổ nha. Tia quang phổ mọi người học lý như là để mình nhớ năm 11 hay sao có học về ánh sáng. Tia quang phổ, ánh sáng mặt trời nó người ta nhận dạng là một, cũng là một dạng sóng nhưng mà nó cũng là một dạng tia quang phổ đó. Mồ hôi gồm có A, nước, ure và muối, nước, muối và kềm và nước, ure và lactic acid. Câu C là chính xác nha. Các thuốc làm rụng lông thường không được sử dụng cho trán, mũi và cằm. Mũi thì không khi lông trong mũi là có tác dụng là che chắn bụi đi vào phổi của chúng ta ha, thì không nên tẩy lông trên mũi. Da nào thường dễ bị dị ứng nhất? A, da á châu, da bị trắng hay là da bị đen? Thường là do là da á châu là dễ dị ứng nhất ha. Da người nói chung là da mỹ đen mỹ trắng thì không có đúng, nói chung là người da trắng và người da đen thì đúng hơn, và người châu Á khi nói da trắng da đen giống như phân biệt quá, đúng không, thì người châu Á thì dễ dị ứng hơn. Tế bào đâm ngang vào vai xương sống á, là xương sống thì nó là gì ta, tủy sống đúng không, tế bào mà nó xương sống á thì đương nhiên nó tủy sống đúng không, cái từ này là tủy sống đúng không ta, desmosome thì mọi người nhớ từ này ha. Da nào thường dễ bị lão hóa nhất? A, da châu Á. A, da người Mỹ trắng. A, da người Mỹ đen. Dễ lão hóa nhất là người da trắng nha. Nói Mỹ trắng thì không đúng, Mỹ là người châu, nói chung là người da trắng thì dễ nhìn thấy nhất là bị lão hóa. Chứ người mà da đen thì khó nhìn thấy lắm. Để chuẩn bị nặng mụn đầu đen, người thợ nên sử dụng A, dung dịch làm khô, dung dịch làm tan dầu, dung dịch làm ẩm. Đương nhiên là câu B là dung dịch làm tan dầu nha. Rồi chúng ta sắp kết thúc phần video rồi. Da nào không được sử dụng máy chà? A, da nhìn thấy những sợi lông nhỏ như sợi tóc. B, da dày và mọc lộn xộn, da nhiều lông. Và câu trả lời là câu A. Da nhìn thấy những sợi lông nhỏ như sợi tóc thì không được dùng máy chà ha. Chất lột da chết nào được lấy ra bằng massage và lăn chà? À, moisturizing cream, toner hay là comic? Thì câu C. Mọi người nhớ từ này ha. Salicylic acid có ảnh hưởng tới da như thế nào? A, dưỡng ẩm. B, tránh sáng. Và C, lột nhẹ và khử trùng. Và câu trả lời có tác dụng lột nhẹ và khử trùng. Dòng điện galvanic được dùng để hóa lỏng A, chất mã nhờn, tuyến mồ hôi. Và C, lỗ chân lông. Thì dòng điện nó để làm lỏng tuyến mã nhờn hay để dùng hóa lỏng trắng tuyến mã nhờn? Bạn làm thế nào để pha dung dịch khử trùng có độ mạnh là 10%? A, 1/2 gallon nước với 1 ao quát. 1 gallon nước với 1 ao quát. 2 gallon nước với 1 ao quát. Thì câu B là chính xác ha, 1 gallon nước với 1 ao quát ha. Trong khi nặng mụn trứng cá nên dùng biện pháp A, lau khô trên khu vực. B, sát trùng trên khu vực và giữ ẩm trên khu vực. Và chúng ta sẽ chọn là câu B, sát trùng trên khu vực nha. Sau khi bắt tay khách, người thợ nên A, lau tay. B, mang găng tay và rửa tay với xà phòng.
và câu C là chính xác ha. Rửa tay với xà bông. Chất chống oxy hóa thường hữu ích cho làn da vì bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, bảo vệ da khỏi các gốc tự do, và C bảo vệ da khô. Và câu B là chính xác ha, bảo vệ da khỏi các tế bào tự do, các gốc tế bào tự do. Trên cơ thể tuyến bã nhờn hay là tuyến dầu có nhiều trên trán, mũi, cằm, trán, mũi, cổ và trán, mũi, lưng. Câu C là chính xác ha, trán, mũi và lưng. Chất dung dịch A là chất hòa tan, chất hỗn hợp hay là chất chiết xuất, và câu trả lời là chất hòa tan. Vật dụng được tẩy uế là vật dụng có tính chất thẩm thấu, không có tính chất thẩm thấu, gỗ, vải, giấy. Vật dụng được tẩy uế là câu B, không có tính chất thẩm thấu nha. Đề phòng phản ứng dị ứng, người thợ thẩm mỹ nên mang găng tay khi phục vụ khách hàng, vệ sinh sau khi phục vụ và dùng hand sanitizer khi phục vụ. Đương nhiên ta mang găng tay để tránh trường hợp bị dị ứng nha. Dùng dây thần kinh nào phản ứng với hơi nóng, đè ấm, đau và lạnh? Dây thần kinh thị giác, dây thần kinh cảm giác và dây thần kinh thính giác. Đương nhiên nó cảm giác thì mình mới biết nóng, lạnh, đau và ấy ha. FDA được đòi hỏi dược phẩm sản phẩm nên xếp theo cấu trúc của salon, theo thời lượng và theo thứ tự mẫu. Thì câu C là câu trả lời, theo thứ tự và mẫu tự. Mục đích phấn bột để tô điểm lại phần nền, tô điểm lại phần nước và tô điểm lại phần phủ. Câu trả lời là câu B, tô điểm lại phần nước. Lớp bảo vệ đầu tiên của cho da khỏi bị vi khuẩn là A, quần áo, B, tế bào và C, mô. Thì lớp đầu tiên cho bảo vệ da thì là quần áo thôi. Câu A nó chính xác. Đối với các loại sản phẩm hoàn toàn, để mình đọc lại câu hỏi ha. Đối với sự loại bỏ hoàn toàn, các trang điểm là điều cần thiết để mặt tự nhiên, lặp lại các thứ tự làm sạch và khử trùng. Câu B là chính xác ha, lặp lại các thứ tự làm sạch. Câu cuối cùng. Muối và nước được tạo ra do sự pha trộn của axit alkali, sali hay là axit và alkali. Và câu trả lời là axit và alkali. Muối và nước được tạo ra sự pha trộn của axit và kem. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Thì video series này thì có 368 câu hỏi, hy vọng giúp ích cho mọi người trong quá trình luyện thi facial ở Mỹ. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Và nhớ nhấn nút subscribe cái channel của mình, hoặc là nhấn đăng ký, rồi like cho mình ha. Và comment góp ý, nếu mọi người thấy cái video mình nó sai sót ở đâu thì có thể comment góp ý. Nói thẳng ra mình không có vấn đề gì hết, mình cũng không có bắt bẻ mọi người. Thấy thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Góp ý thẳng thắn cho mình để mình biết chỗ nào, và mình ngày càng mình chuẩn hóa cái video mình nó để nó khắc phục được những cái điểm yếu của mình. Rồi, và mong mọi người hãy chung tay share cái video của mình cho những người bạn của bạn cần cái video của mình ha. Share cho ai cần thôi, không cần thiết phải share đâu. Nếu mà ai cần thì cứ share ha. Nếu mà sau này có mọi người có hỏi thì có thể lên YouTube đánh luyện thi facial ở Mỹ thì nó ra cái channel của mình thôi, trong tiểu bang Arizona. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình, và thân ái và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.